giải phạm nhân vào. Trần Văn Hạnh quê ở Tân Triều, Biên Hòa. Ngươi là người theo đạo Gia Tô, theo giặc Pháp, ỷ thế ức hiếp dân lành, có không? Đúng, tôi là Trần Văn Hạnh, quê ở Tân Triều. Tôi theo đạo Gia Tô nhưng không theo giặc Pháp, không làm điều gì ác với dân làng. Thằng này láo, mày nó chỉ cưới quan như vậy à? Ta đã từng thấy nhiều tên anh chị giang hồ cộm cán ở cái xứ này. Đòn roi thì nó không sợ, đến lúc nghe tuyên án xử trảm nó mềm hết cả người ra. Lúc đó nói gì nó cũng nghe. Quan đừng lấy cái chết để đe dọa tôi. Tôi là Kitô Hữu, tôi không bao giờ chối Chúa bỏ đạo. Được, trong bản cáo trạng này tố cáo nhà ngươi ba tội. Tội thứ nhất, ỷ thế mạnh ức hiếp dân lành, có không? Tôi là người ngay thẳng, sống chan hòa tình nghĩa với làng xóm. Ai mà làm điều gì sai trái là tôi can thiệp liền, cho dù đó có là ai đi nữa. Được, xem như nhà ngươi là một người có nghĩa khí. Vậy còn tội thứ hai, người ta tố cáo người theo giặc Pháp, làm tay sai cho Pháp, bán nước, có không? Quan nói bậy rồi. Ai là người nói tôi theo giặc Pháp? Tôi là người Việt Nam. Người Pháp mà đánh đập giết hại dân mình là tôi quyết liệt. Vậy còn tội thứ ba, tội theo Gia Tô tà đạo, tội này chắc ngươi nhận chứ? Tôi theo đạo Gia Tô từ nhỏ, ông bà và cha má tôi dạy cho tôi từng câu kinh, từng lẽ sống, sống trọn vẹn làm con cái Chúa và là con ngoan hiền của cha má tôi. Đạo Gia như vậy có điều gì sai không? Ta chẳng cãi nhà ngươi nữa, ta chỉ biết đạo Gia Tô là tà đạo. Lệnh vua đã ban bất cứ ai theo đạo Gia Tô đều phải chết. Lính đâu, đem thập giá ra đây, bỏ xuống đó. Ở đây ta có một cây thập giá, nếu như ngươi chịu bước qua cái thập giá này, xem như ngươi bỏ đạo. Lúc đó ta hứa ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Còn nếu không, ngươi chỉ có một con đường thôi, xử trảm ngay bây giờ, ngươi chọn đi. Tôi nói nhiều với quan rồi. Tôi là Kitô Hữu, tôi không bao giờ chối Chúa bỏ đạo. Nhà ngươi đúng là một tên cứng đầu cứng cổ. Lên nào, lôi nó qua thập giá cho ta. Lôi mạnh lên. Ông quan, thằng này nó cứng đầu quá ạ. Các người đúng là một lũ ăn hại, không biết đánh cho nó mềm người ra rồi lôi qua. Đánh nó thật mạnh cho ta. Ẩm quan, nó xỉu rồi ạ. Lĩnh đâu, lấy nước tạt cho nó tỉnh. Dừng nó dậy. Trần Văn Hạnh, ta nghĩ tình ngươi cũng là một người có nghĩa khí,
Bây giờ Quan hỏi ngươi một lần cuối này, nếu ngươi ngươi chịu bỏ đạo, ta hứa không những ta sẽ chữa trị vết thương cho ngươi, ta còn trọng thưởng cho nhà ngươi nữa. Ta biết ngươi còn mẹ già ở quê, tuổi đời ngươi thì còn trẻ, dại dột gì mà theo cái gia tô tà đạo đó rồi để thiệt thân. Vậy ngươi có đồng ý bỏ đạo không? Tôi nói ngàn lần rồi, tôi chỉ có một câu trả lời thôi. Tôi là Kitô hữu, tôi không bao giờ chối Chúa bỏ đạo. Đó là do nhà ngươi chọn thôi. Dựng nó lên, tất cả nghe ta tuyên án đây. Trần Văn Hạnh 32 tuổi, quê ở Tân Triều Biên Hòa, là người theo gia tô tà đạo. Từ nhỏ đã được gia đình cho theo đạo, tính tình thì ngang bướng. Mặc dù ta đã nhiều lần khuyên can nhưng hắn nhất quyết không nghe. Nay theo phép nước lệnh vua, ta tuyên án xử trảm Trần Văn Hạnh. Giải nó ra. Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh sinh năm 1827 tại Tân Triều, Biên Hòa. Ngài đã chịu xử trảm vì đạo ngày 28 tháng 5 năm 1859. Tuy Ngài chỉ sống trên thế gian có 32 năm, nhưng tấm gương hào hùng minh chứng cho niềm tin Kitô của Ngài luôn sống mãi với thời gian. Chỉ sau 20 năm, vào ngày 13 tháng 2 năm 1879, Ngài đã được nâng lên hàng đáng kính. 30 năm sau, Giáo hội Công giáo đã suy tôn Ngài lên hàng chân phước. Rồi đến ngày 19 tháng 6 năm 1988, tức là 79 năm sau, một lần nữa, Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh đã được Hội Thánh Công giáo tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
Con xin một tràng pháo tay cho tiết mục của giới trẻ giáo xứ Tân Phước và xin tất cả các diễn viên vẫn đứng yên để chụp một tấm hình lưu niệm và xin nhận lấy bó bông tươi thắm từ ban tổ chức. Vâng, con xin một tràng pháo tay.